Cho đến thời điểm này, sau hơn 15 năm gắn bó với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, thầy giáo Nguyễn Thành Vinh, giảng viên khoa điện tử, vẫn luôn tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Dù chỉ mới chính thức làm công tác giảng dạy trong khoảng gần 10 năm, nhưng anh đã hai lần đoạt giải nhì, ba giải thưởng các công trình sáng tạo khoa học công nghệ của tỉnh và nhiều thành tích nổi bật khác. Tôi thấy là cái môi trường của trường Việt Nam rất tốt cho các cái giáo viên, cho các giáo viên nói chung và các giáo viên trẻ nói riêng. Ở đây thì nhà trường đã tạo mọi điều kiện về trang thiết bị hiện đại giúp chúng tôi có thể tiếp cận với cái công nghệ mới nhanh hơn. Và nhà trường đã tạo mọi cái môi trường sống trong nhà trường rất là tốt, rất thân thiện. Riêng thầy giáo Phạm Anh Dũng khoa Hàn, 7 lần đưa học sinh đi thi tay nghề giỏi thì 7 lần học sinh của thầy đều đã đạt giải nhất. Ngoài ra, có 3 học sinh đạt giải nhất, nhì ba tay nghề quốc gia, 1 học sinh đạt huy chương bạc tay nghề ASEAN và chứng nhận nghề xuất sắc của thế giới. Thì để đạt được những cái thành tựu đó thì bên cạnh sự cái nỗ lực của các giáo viên từ nâng cao về trình độ tay nghề thì còn có cái sự giúp sức của sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của ban giám hiệu nhà trường là cử đi học ở nước ngoài. Bản thân tôi thì đã được cử sang Hàn Quốc đào tạo 2 lần. Những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên luôn được ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc chú trọng, đặc biệt là đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyển giao công nghệ. Sự nỗ lực của tập thể giáo viên và nhà trường trong nhiều năm đã đem lại kết quả khi nhiều năm liên tục giáo viên của trường tham gia các cuộc thi giáo viên do cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao. Đồng thời, có nhiều giáo viên có học sinh đạt giải cao ở các cuộc thi tay nghề giỏi tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế. Đây cũng là chìa khóa thành công của nhà trường, góp phần quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đưa trường trở thành một địa chỉ đào tạo nghề uy tín của tỉnh và khu vực.